bình cứ nửa năm một lần là phải ngoi lên đính chính cái này đây. Bọn mình là chưa chia tay đâu nha quý vị ơi. Nhưng mà cũng phải xin lỗi các bạn vì không siêng ra clip thường xuyên như hồi trước, nên là để các bạn hiểu nhầm. Để tạ lỗi thì bọn mình sẽ recommend một chỗ đi nghỉ dưỡng hè này tuyệt cả là vời luôn. Chỉ cần cầm khoảng 2 củ cho hai người đi healing gắn kết tình cảm ở Mandala Resort Hòa Bình nha. Nếu mà lái xe thì chỉ cách Hà Nội tầm 2 giờ thôi là đã đến nơi rồi. Hôm bọn mình đến nơi còn sớm nên ghé qua đập thủy điện Hòa Bình chơi, sau đó thì về nhận phòng. Ở đây thì 3 giờ chiều mới được nhận phòng. Tuy nhiên là mọi người muốn check in sớm thì báo trước một ngày là ok. Hôm bọn mình đến là khoảng 2 rưỡi, tuy không báo trước nhưng bên resort cũng hỗ trợ cho nhận phòng sớm. Khi mà bước vào thì sẽ thấy là decor đẹp ngất ngây nhưng lại rất tối giản, góc nào cũng có thể đứng vào check in chụp ảnh được ý. Dịch vụ cũng rất là tận tình và nhanh chóng, có cả quầy nước ép để mời khách và đi đâu cũng có xe điện đưa đón. Phòng thì thôi khỏi nói rồi, mở ra là ngỡ ngàng luôn. Phòng rất là to, sạch sẽ và view nhìn ra núi siêu đẹp, có cả cái bồn tắm khoáng để ngâm mình chiêu chiêu ngắm núi rừng nữa. Ngoài ra còn có thể mượn xe đạp đôi. Trong trường hợp mà xe đạp đôi không hòa hợp thì mình đi xe đạp đơn cho lành. Hoặc là mọi người có thể đi bơi, bể bơi siêu to lại còn có cả sục nước, lúc nào bơi chán rồi thì đi chơi bia. Hoặc là ngâm chân bể sục nước khoáng, hoặc là đi tập gym, có cả buffet sáng. Tất cả đều chọn gói khi book phòng rồi. Đồ ăn ở đây thì là nhà hàng là vị, ngon lắm. Tối hôm trước bọn mình cũng ăn ở đấy. Và buổi tối còn có cả đêm nhạc đất Mường và chiếu phim nữa. Buổi sáng thì có workshop tô tượng làm đồ handmade. Ngoài ra để tăng phần healing thì các bạn có thể đến spa để tắm lá thuốc người giao. Sau khi tắm xong sẽ được phục vụ đồ ăn bổ dưỡng. Vèo cái là hết 2 ngày healing ở resort rồi. Ảnh thì cũng đã chụp xong, tâm hồn thì cũng đã được chữa lành. Chúng mình nhổ nhau đi về để quay lại công việc đây. Cảm ơn Mandala rất nhiều vì những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt cả là vời này. Bye bye.